Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel First Date. Thì các bạn có cảm thấy giọng mình rất là xuyên, mình ra đây video một cách thường xuyên luôn đó. Nên nếu mà bạn nào mà chưa subscribe hoặc là chưa subscribe cho channel First Date thì các bạn hãy subscribe đi nha, trời ơi. Hey, như các bạn nhìn thấy ở tiêu đề trong video ngày hôm nay là sẽ chia sẻ về những cái việc mà Gà làm khi mà Gà bị mụn. Đồng thời thì cũng sẽ giới thiệu những cái sản phẩm mà Gà cảm thấy là nó đã giúp ích cho Gà rất là nhiều trong quá trình Gà bị mụn ha. Thì đương nhiên là cái video này đã được làm đi làm lại trên First Day cũng vài lần rồi. Tuy nhiên là qua những cái thời gian khác nhau thì những cái phương pháp mình áp dụng cũng sẽ khác nhau. Nên đây là bản update cuối 2018. Hy vọng các bạn sẽ thích video và video này sẽ giúp ích được gì đó cho các bạn ha. Không có nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay luôn đi. Thì điều đầu tiên là những cái việc mà Gà thường hay làm khi Gà bị mụn. Thì nói chung là da của Gà dạo này thì nó cũng không có hay nổi mụn cho lắm ấy. Tuy nhiên là khi mà bỗng nhiên mình có một cái nốt mụn nào đó xuất hiện thì việc đầu tiên Gà làm đó chính là tìm ra nguyên nhân gây ra cái nốt mụn đó. Thì bình thường á, cái nguyên nhân đối với Gà thì thường sẽ là Gà bị dị ứng với sản phẩm nào đó, hoặc là do cái khoảng thời gian nó Gà make up quá nhiều, hoặc là do cái vấn đề làm sạch da của Gà nó không có được tốt cho lắm. Việc đầu tiên Gà làm chắc chắn sẽ là tìm ra nguyên nhân khiến cho Gà nổi cái nốt mụn đó, rồi sau đó thì Gà sẽ không làm cái việc đó nữa. Nếu mà là một sản phẩm làm cho Gà bị dị ứng thì Gà sẽ ngừng sử dụng cái sản phẩm đó. Nếu mà là một cái mỹ phẩm nào đó Gà xài mà không hợp làm cho Gà bị dị ứng thì Gà sẽ ngừng xài cái mỹ phẩm đó luôn. Rồi nếu mà là do Gà làm sạch da chưa kỹ thì Gà cũng sẽ tập trung hơn vào cái vấn đề làm sạch da. Nói chung là trong chúng ta thì ai cũng phải tìm ra được cái nguyên nhân mà khiến cho mình bị mụn hết trơn á. Có thể là đối với một số bạn thì là đang trong tuổi dậy thì này thì tuyến quả nhờ hoạt động mạnh thì nó sẽ khiến cho da mình nổi nhiều mụn hơn so với bình thường. Rồi đối với một số bạn thì có thể là do là bị dị ứng thời tiết, hoặc đối với một số bạn thì có thể là do ăn đồ cay nóng thì đó. Thì những cái nguyên nhân như vậy chúng ta cứ tìm ra rồi xong chúng ta hãy ngừng cái việc đó lại, ngừng làm cái việc đó lại thì cái tình trạng mụn của chúng ta nó sẽ gọi là được dừng lại một chút xíu, được pause một chút xíu chứ không có phát triển một cách tệ hơn. Tiếp theo cái việc thứ hai mà Gà hay làm đó chính là Gà phải điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống. Tại vì Gà không biết nữa, Gà là một con người rất là tin vào cái chuyện là nếu mà mình muốn trị mụn á thì mình không thể hoàn toàn tin vào những cái phương pháp bên ngoài được, mà mình phải điều chỉnh từ bên trong của mình. Ví dụ như một ngày Gà sẽ uống nhiều nước hơn nè, rồi Gà sẽ ăn nhiều hoa quả hơn, rồi Gà sẽ uống nhiều viên rau hơn. Nói chung là Gà không phải là một đứa thích ăn rau nên Gà ăn rau cũng rất là ít. Tuy nhiên là Gà có uống những cái viên rau quả, ví dụ như là viên rau quả của DHC hoặc là viên của Beautiful Skin thì nó cũng có chứa một hàm lượng chất xơ thì phải. Ngoài ra thì có những cái viên rau ví dụ như là của nhiều mà mình thấy viên rau, viên kẽm đó, những cái viên như vậy, những cái viên thuốc chức năng như vậy thì nó sẽ giúp cho cơ thể của mình có thể bổ sung được cái lượng vitamin cũng như là chất xơ đối với những bạn mà không có thời gian cũng như là lười ăn rau giống như Gà. Đó, chốt lại thì như Gà nghĩ thì đầu tiên là mình sẽ phải tìm ra nguyên nhân tại sao khiến mình bị mụn. Bước thứ hai của Gà bao giờ cũng sẽ là điều chỉnh lại chế độ ăn uống ha. Rồi tới cái phần thứ ba thì Gà sẽ bắt đầu tìm những cái sản phẩm mà giúp Gà trị mụn. Thì những cái sản phẩm Gà có trước mặt ở đây là bốn sản phẩm này thì nó đều có tác dụng trong việc giúp trị mụn đồng thời là ngăn ngừa mụn xuất hiện ha. Xin lỗi các bạn, hôm nay Gà thực sự ở đây rất là sick nhưng mà thấy không, Gà vẫn rất là xin để quay video. Sản phẩm đầu tiên ở đây mình có là chiếc máy rửa mặt của Halio. Thì cái máy rửa mặt này giá thị trường của nó là rẻ thôi, nó tầm là 600.000 cho tới 800.000 thì phải. Nếu mà mình đặt trên Lixi Box mà mình có code thì nó chỉ tầm 600 thôi. Còn nếu mà mình không có code thì sẽ là giá tầm 800-850. Tuy nhiên là mình thấy là không bao giờ không có code hết trơn. Cái giá cái máy này sẽ ấn định là từ 600 đi thôi, 600-650 gì đó. Nói chung là rất là rẻ. Thì đối với cái máy rửa mặt For Halio này á thì đương nhiên là nó sẽ không thể nào mà so sánh với những cái máy rửa mặt giống vậy mà của Forio được. Tại vì máy của Forio là nó sẽ làm sạch da bằng ion, bằng điện từ đó, bằng sóng âm. Thì những cái đó thì nó sẽ chuyên sâu hơn rất là nhiều. Còn cái máy Halio này thì nó sẽ không phát ra ion, nó cũng không phát ra sóng âm gì hết. Nó chỉ đơn thuần là, này để mình bật cho các bạn xem, đó là nó sẽ có những cái sợi lông như thế này, có một cái cường độ rung nhất định thì nó sẽ hỗ trợ cho da mình làm sạch hơn thôi. Thì nó sẽ hỗ trợ cho cái việc giống như là giống như mỗi bình thường các bạn rửa chén á, các bạn mà rửa bằng tay á thì nó sẽ không có cảm giác sạch như là khi các bạn mà đeo một cái găng tay mà nó có những cái miếng lông đó. Thì đó, thì cái những cái miếng lông này nó hoạt động y chang như vậy. Và cái máy này thì mình cảm thấy rất là tinh tế luôn, 600.000, hơn 600 một chút nhưng mà sử dụng được rất là lâu. Đồng thời thì cái mặt cọ silicone này cũng là mặt cọ chống khuẩn, vậy nên nó rất là nó giống như có thể sử dụng được forever luôn. Nếu mà các bạn biết cách giữ gìn nó một chút xíu thì chúng ta có thể sử dụng nó rất 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 là lâu luôn.
Thì đương nhiên là về cái mảng làm sạch thì nó như mình nói là nó sẽ không bằng Foreo. Và lúc mà nó đi lên da thì nó cũng sẽ không nhẹ nhàng như là Foreo luôn. Tại vì Foreo nó đắt hơn gấp 4, gấp 5. Nếu mà các bạn có kinh tế một chút xíu thì vẫn nên đầu tư Foreo. Tuy nhiên đối với những bạn học sinh, sinh viên mà đó, nói với bạn học sinh, sinh viên mà kinh tế mình chưa có được ổn định lắm, chưa có được tự chủ lắm thì mình có thể tự chủ. Đúng rồi, tự chủ kinh tế, mình dùng từ đúng rồi. Thì đó, thì các bạn có thể tham khảo xem cái máy Helio được không? Thì cái máy Helio này mình cảm thấy là từ ngày mình sử dụng nó thì cái việc làm sạch da của mình nó cũng được hỗ trợ rất là nhiều. Đặc biệt á, là lúc mà mình chuyển xuống Sài Gòn thì mình rất là thích sử dụng cái máy rửa mặt này kèm với những cái sữa rửa mặt mà nó có bọt á. Tại vì lúc có bọt thì cái ma sát của những cái lông này này lên da nó cũng không mạnh lắm. Và đồng thời nó làm sạch rất là tốt. Điển hình là sau khi mà mình chạy lại cái máy Hadacre đó, mình có chạy máy Hadacre nữa thì mình thấy cái miếng bông của mình nó không quá bẩn. Nên mình rất là tin dùng cái sản phẩm Helio này kèm với lại là những cái sữa rửa mặt mà có bọt để giảm lực ma sát. Tuy nhiên là cái máy Helio này thì nó sẽ không, mình không nghĩ đó là một cái lựa chọn tốt dành cho những bạn nào mà da đang lão hóa. Tại vì đối với những bạn mà da đang lão hóa thì mình nghĩ là cái cường độ rung của máy này nó vẫn tương đối là mạnh. Các bạn nên tìm tới Foreo thì hơn, tại vì Foreo là nó sẽ làm sạch da bằng sóng âm ấy, thì như vậy thì nó nhẹ nhàng, nó gentle hơn da hơn, trên da hơn, và nó sẽ đỡ cái việc là làm cho da bị lão hóa hơn. Dạ. Thì đối với việc làm sạch, để ý hơn cái việc làm sạch thì mình cũng đã vừa giúp ngừa mụn cho da mà mình vừa giúp giống như là kiểu hỗ trợ trị mụn lúc mà mình đang bị mụn vậy đó. Tuy nhiên nha, thì lúc mà các bạn bị những cái vết mụn mủ, những cái vết mụn to thì các bạn không nên cầm cái máy này các bạn chà thẳng lên cái vết đó đâu. Tại vì nó sẽ rất là dễ gây ra khi cái vết mụn nó bị bể ra. Thì như vậy nó không tốt, tại vì lúc mà mụn mà nó bị bể ra như vậy thì nó sẽ cái dịch rồi xong vi khuẩn rồi các kiểu nó sẽ lây lan hết, xong về vùng mụn của mình có thể là trở nên tệ hơn. Mình chỉ nên sử dụng cái máy này ở những cái vùng xung quanh cái cục mụn mủ thôi. Ví dụ như là đây là cái mặt của mình, cục mụn mủ của mình ngay đây, thì mình sẽ rửa những cái vùng xung quanh thôi. Vừa kích thích cho nó mụn chín nhanh hơn mà lại vừa đỡ tổn thương tới nó mụn nữa. Thì đây là cách mình sử dụng máy Helio này trong quá trình mình trị mụn. Một sản phẩm tiếp theo mình không thể không nhắc tới đó chính là Tea Tree Oil của The Body Shop. Thì mình không biết là mình đã nhắc tới em Tea Tree Oil này bao nhiêu lần và trong bao nhiêu video trị mụn rồi. Tuy nhiên là em này là cái sản phẩm mà mình cảm thấy là nó rất là đa năng cho những bạn bị mụn. Công dụng đầu tiên mà mình sử dụng với cái em Tea Tree Oil này là mình sẽ mix nó chung với sữa rửa mặt. Thì cái tính sát khuẩn của Tea Tree Oil rất là cao. Khi mà mình mix chung với sữa rửa mặt như vậy thì nó vừa làm dịu cái nốt mụn này, rồi nó vừa giúp sát khuẩn mà nó còn hỗ trợ cái việc làm sạch nữa. Nên đây là cái công dụng mà mình cảm thấy là mình áp dụng một cách rất thường xuyên để mình ngừa mụn luôn. Rồi tới cái công dụng thứ hai của cái em này thì mình sẽ mix chung với cái mặt nạ này nè. Cái mặt nạ này là Kiehl's Fair Earth Deep Pore Cleansing Mask. Thì mình không biết là mình cũng đã nhắc tới cái em mặt nạ này bao lâu rồi. Tuy nhiên là đối với mình thì đây vẫn là một cái sản phẩm hỗ trợ trị mụn rất là tốt ha. Thì đương nhiên là bình thường nếu mà chúng ta không có một nốt mụn to bự á thì mình sẽ tạm thời bỏ cái này xuống để mình nói về cái em này trong quá trình ngừa mụn trước ha. Thì lúc trong quá trình mình ngừa mụn thì một tuần mình vẫn cố gắng đắp cái em mặt nạ này từ 2 đến 3 lần luôn. Từ khi mà mình chuyển xuống Sài Gòn xong da mình nó kiểu bị gọi là bị ảnh hưởng của cái việc pollution hẳn luôn á, bị ảnh hưởng của cái việc cái nó gọi là gì ta, ô nhiễm, đúng rồi, da mình rất là bị ảnh hưởng bởi cái việc ô nhiễm. Và vậy nên á là mỗi tuần mình đều cố gắng đắp em này 3 lần đó, để cho nó có thể hút sạch bụi bẩn, hút sạch dầu thừa cho mặt mình, để cho mặt mình nó không có bị gọi là chuyển biến xấu đi á, tại vì mặt mình ngày nào cũng phải tiếp xúc với khói bụi hết trơn. Rất là kinh khủng luôn. Thì lúc mà mình đắp cái em mặt nạ này thì mình cảm thấy là da mình được làm sạch rất là tốt. Có thể là các bạn không cần phải sử dụng cái em mặt nạ này kiểu nói chung là vẫn là mặt nạ đất sét, tuy nhiên là mình không cần phải sử dụng tới em Kiehl's này cũng được. Mình có thể sử dụng các hãng ví dụ như là của Innisfree nhá. Nhưng mà rất là tiếc là cái da của mình có vẻ nó trâu quá rồi, nên những cái sản phẩm mà của Hàn Quốc thì có vẻ là mình không có hảo lắm á. Mình sẽ hảo với những cái em ví dụ như là của Kiehl's này hoặc là của Plant Glow được hơn. Nói chung là cái gì nó mạnh mẽ hơn chút xíu nó sẽ hợp với mình hơn. Một tuần mình sẽ ráng đắp cái em mặt nạ này từ 2 đến 3 lần. Như vậy thì nó vừa giúp cho lỗ chân lông của mình sạch nè, vừa giúp ngừa mụn đầu đen, và ngoài ra nó sẽ khiến cho da mình kiểu thông thoáng hơn, refresh hơn, để những cái bước skincare tiếp theo thì nó sẽ đi vô da một cách dễ dàng hơn á. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp tới cái vấn đề là làm thế nào mình kết hợp hai em này trong cái quá trình là mình trị mụn mủ mủ á. Ví dụ như là mình có một cái nốt mụn sâu, mình rất là xin lỗi luôn là hôm nay mình bị cảm rất là nặng luôn ấy, kiểu da
quay trở lại vấn đề thì khi mà mình bị một cái nốt mụn sưng thì cái việc đầu tiên của mình là sau khi rửa sạch mặt đúng không, thì cái vùng mụn đó mình sẽ không có sử dụng kem dưỡng ẩm hay là cái gì lên hết, mà mình sẽ bôi một cái lớp này đầu tiên nè, mình sẽ bôi chồng lên luôn cái nốt mụn đó và sau mình để nó khô trong tầm từ 5 đến 7 phút, sau đó thì mình sẽ chồng luôn cái lớp mặt nạ này lên, mình chồng luôn cái em mặt nạ này lên và mình để qua đêm luôn. Thì lúc như vậy thì mình chỉ áp dụng, lưu ý là cái cách này mình chỉ áp dụng đối với lại là những cái nốt mụn sưng to thôi nha, chứ mình không có áp dụng cái cách này để bôi cả mặt, tại vậy thì nó sẽ rất là khô luôn. Mình chỉ áp dụng với những cái nốt mụn mà nó đang sưng lên, đang viêm và nó đang có xu hướng mà nó chuyển sang mụn mủ á. Thì lúc mà như vậy thì đầu tiên là cái nốt mụn của mình khô rất là nhanh, và cái thứ hai đúng rồi, chỉ cần từ 2 cho đến 3 đêm, có khi là từ 1 đến 2 đêm thôi, thì cái nốt mụn dù sưng to như thế nào thì nó cũng đã khô lại rồi, nó xe đầu lại rồi và nó rụng rất là nhanh, hoặc là nếu mà mình có lấy ra thì nó cũng dễ hơn. Thì hai cái em này nói chung là rất là hữu ích trong cái vấn đề là mình làm khô cồi mụn luôn. Thì mình cảm thấy là từ trước đến giờ, từ có lẽ là từ cuối năm 2017 tới giờ cho tới cuối năm 2018 luôn, thì mình chỉ áp dụng mỗi cái cách này thôi, để cho ví dụ như là nếu mình có mụn mủ thì mình sẽ sử dụng hai cái sản phẩm này để khiến cho cái nốt mụn mủ của mình nó xe lại và nó nhỏ lại, nó rộng nhanh hơn đó. Thì rõ ràng là hai cái này nó quá sức là gắn kết với mình rồi, và mình hoàn toàn highly recommend hai em này cùng lúc cho những bạn nào bị mụn mủ, mụn viêm. Nhưng mà nhớ nha, chỉ là mụn mủ và mụn viêm thôi, những cái vết mụn nó đang sưng và nó đang có xu hướng gọi là viêm lên đó, chỉ là hai cái loại mụn đó thôi, chứ đừng có kiểu giống như là mụn nhỏ nhỏ xong rồi áp dụng cách này thì da sau đó sẽ rất là khô luôn, và khô như vậy thì mình sẽ lại càng khó chữa nó hơn nữa, các bạn hiểu. Sản phẩm cuối cùng mà mình muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay thì đó chính là em này của Course RX, thì One Step Original Clear Pad. Thì cái sản phẩm này mình cũng có nhắc tới trong video lần trước rồi đó, thì đây là một cái sản phẩm gọi là mình thanh niên hậu động. Thì đây, thì ở trong này sẽ có những cái miếng bông như thế này, và những cái bông này thì đã được tẩm toner rồi, thì mình chỉ cần lấy cái miếng bông này ra xong mình để lên máy Hana Free xong mình chạy thôi. Thì lúc mà mình chạy máy như vậy á thì nó sẽ vừa giúp cho da của mình nó lấy được bụi bẩn ra, ngoài ra thì nó sẽ giúp tẩy da chết nhẹ nhàng nữa. Thì em này mình cảm thấy là nó có tác dụng trong việc trị mụn nè, đồng thời là ngừa mụn rất là tốt. Về cái vấn đề ngừa mụn thì nó sẽ giúp mình ngừa mụn đầu đen. Về cái vấn đề trị mụn thì nó sẽ giúp mình làm sạch cái vùng da đó, để khi mà mình đi hai cái sản phẩm này lên nè thì nó sẽ được hiệu quả hơn. Đó, các bạn hiểu ý mình không? Tuy nhiên là mình nhắc lại là mình chỉ nên sử dụng cái sản phẩm này đối với những bạn nào mà có da khỏe, và đồng thời là những cái bạn mà không phải tiếp xúc quá nhiều ánh sáng mặt trời. Tại vì nếu mà các bạn tiếp xúc quá nhiều ánh sáng mặt trời á thì cái sản phẩm này nó, bởi vì nó có chức năng tẩy da chết mà nó sẽ khiến cho da của mình dễ sạm đi nhiều hơn. Và đối với những cái bạn mà có da quá nhạy cảm, ví dụ như là kiểu siêu dễ irritate rồi các kiểu, thì nó sẽ rất là dễ gây breakout, tại vì cái thành phần BHA và AHA trong này thì nó rất là mạnh mẽ. BHA, AHA xong rồi cộng thêm tea tree oil rồi cộng thêm mask oxy nữa, thì đây là một cái combo mà rất là hit luôn á, nó kiểu bật một phát. Nên chỉ dùng cho những cái bạn nào có cái vùng mụn kiểu bị sưng quá to, và đồng thời thì da các bạn không nhạy cảm quá, và đồng thời thì da các bạn đủ khỏe để chơi qua cái này, chỉ vậy thôi. Ok, các bạn hiểu ý mình đúng không? Cả những chia sẻ của Gà về những cái sản phẩm mà Gà dùng để trị mụn gần đây, nói chung là da Gà gần đây thì cũng không có bị nổi mụn nhiều quá. Tuy nhiên là xuyên suốt từ cuối 2017 cho tới đầu 2018 thì mình chỉ sử dụng những sản phẩm này thôi. Đó, thì hy vọng các bạn thích video này có thể giúp ích được gì đó cho các bạn. Ok, rồi, bye bye các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Rồi, PS, yeah. Thì những cái bộ đồ mà Gà mặc trong những video gần đây thì hầu như là các bạn đều có thể tìm thấy ở John. Thì John là một cái shop mà Gà với bạn đang start up. Thì các bạn có thể, nếu mà thích những cái custom, những cái outfit như thế, các bạn thì có thể tìm thấy thông tin của John ở dưới description box ha. Và các bạn có thể vào đấy, mình có thể lựa chọn giữa những các mẫu, xong mà mình có thể purchase nếu mà các bạn cảm thấy hợp với mình. Rồi, lần này thì bye bye thật đây.